Tối 20 tháng 10, thông tin với báo Công Thương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh. Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 21 giờ cùng ngày tại một ngôi nhà 5 tầng, nhà ở kết hợp kinh doanh, bạt nhập khẩu ở thị trấn Lim. Thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội tại ngôi nhà 5 tầng nên báo lực lượng chức năng. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Do hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh đồ dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên dữ dội kèm cột khói cao bao trùm. Trong hỏa hoạn kèm nhiều tiếng nổ. Lãnh đạo địa phương cho biết, ngọn lửa hiện cơ bản được khống chế, tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tích cực dập lửa để khống chế cháy lan. Nhân chứng tên Hòa cho phóng viên báo Công Thương biết, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng để ở kết hợp với kinh doanh bạt các loại. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người trong cơ sở đã chạy được ra ngoài. 7 xe cứu hỏa đã đến hiện trường dập lửa. Bước đầu xác định, vụ cháy đã khiến xưởng của cơ sở này bị thiêu rụi hoàn toàn và bén sang nhà 5 tầng, khiến ngôi nhà này hư hỏng nặng. Ngoài ra, những nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề do lửa cháy lan. Tối 20 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thủy Đường, huyện Thủy Nghiên, thành phố Hải Phòng cho biết khoảng 300 người được điều động để dập tắt đám cháy rừng xảy ra ở khu vực núi Sơn Đào thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên. Trong khoảng 300 người này gồm cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, quân đội và lực lượng dân phòng, người dân. Vụ cháy xảy ra lúc 14 giờ cùng ngày. Theo đó, cây khô đổ sau bão số 3, trời hanh khô kèm gió khiến đám cháy bị bùng phát lan rộng. Khoảng 20 giờ 30 phút, đám cháy được khoanh vùng để không bùng phát lan rộng. Hiện, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ. Trước đó, lúc 11 giờ 40 phút ngày 11 tháng 10, cũng xảy ra vụ cháy rừng tại đường Vạn Lê, đồi 30 thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Do địa điểm xảy ra đám cháy ở trên cao, không có đường đi nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Đây là đám cháy thứ 3 liên tiếp trong vòng 6 ngày. Trước đó là đám cháy tại điểm cao 92, đường lên tháp Tường Long thuộc phường Hải Sơn. Vào ngày 5 tháng 10 và chân đồi 46 thuộc phường Vạn Hương ngày 19 tháng 10.